Quý vị, mặc dù đã có thêm nhiều thông tin được sáng tỏ xung quanh vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích, song tung tích của máy bay và 239 hành khách và phi hành đoàn vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Malaysia đã quyết định đẩy mạnh cường độ và phạm vi công tác tìm kiếm máy bay. Sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên truyền hình Việt Nam từ Kuala Lumpur. Cho đến cuối ngày hôm qua, các nhà chức trách của Malaysia đã cung cấp một số thông tin được kiểm chứng, làm rõ một số nghi vấn được nêu ra. Theo đó, thì mẫu vật được lấy lên từ mẫu vết dầu loang trên biển, không phải là từ máy bay. Vật thể tìm thấy ở Việt Nam cũng không phải là mảnh xuồng phao cứu sinh như thông tin ban đầu. Sau 3 ngày tìm kiếm mà không có kết quả, Malaysia đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay mất tích từ bán kính 50 dặm lên 100 dặm, bao gồm cả đất liền, nơi mà dự đoán máy bay có thể đã quay đầu bay trở lại. Danh tính về hành khách mang hộ chiếu bị đánh cắp cũng dần được hé lộ. Theo xác nhận từ một quan chức cấp cao tại họp báo, thì hai người này không có diện mạo châu Á như nhiều nguồn tin đã đưa. Liên quan đến việc hộ chiếu giả theo góc độ an ninh hàng không, quan chức hàng không Malaysia đã khẳng định là hàng không nước này đã thực hiện đúng quy định an ninh hàng không quốc tế cho hành khách và hàng hóa của chuyến bay MH370. Bất kỳ hành khách nào đã làm thủ tục bay mà không lên máy bay, chúng tôi đã phải gỡ bỏ hành lý mà họ đã làm thủ tục ra khỏi máy bay. Chúng tôi đã làm như vậy với chiếc máy bay này. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều thông tin nhận định gây nhiễu mà không có kiểm chứng, phía Malaysia đề nghị báo chí hợp tác thông tin có kiểm định và có trách nhiệm. Tôi muốn kêu gọi các báo chí và dư luận nói chung không đưa tin hay lan truyền tin chưa được kiểm định hay thông tin sai lệch vì hai lý do. Thứ nhất là thông tin đó ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm cứu nạn. Thứ hai là cần phải đối xử công bằng với gia đình các hành khách đang nuôi hy vọng. Tôi không muốn họ tiếp nhận thông tin không có trách nhiệm, chưa kiểm định và thông tin sai lệch. Như vậy là đã 3 ngày trôi qua, nhưng tung tích của chiếc máy bay ký hiệu MH370 của hàng không Malaysia vẫn chưa thể được xác định. Cũng đã có khá nhiều chi tiết, nhiều nghi vấn đã được giải đáp. Thế nhưng sau khi được giải đáp thì người ta lại càng thấy sự bí ẩn của vụ mất tích máy bay này. Có lẽ câu trả lời chỉ có thể có được sau khi lực lượng chức năng tìm được một vật chứng cụ thể từ những nỗ lực tìm kiếm hiện nay. Hữu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam đưa tin từ Kuala Lumpur, Malaysia.